Loan xin kính chào quý khán thính giả của Việt TV. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Bảy, 4 tây tháng 2 và nhóm phóng viên Việt TV Canada chúng tôi hiện đang có mặt tại International Center để tham dự hội chợ Tết Mậu Tuất do Hội Người Việt Toronto tổ chức. Xin kính mời quý vị theo dõi một số hình ảnh của chúng tôi ghi lại sau đây. Hội chợ Tết cộng đồng do Hội Người Việt Toronto và các hội đoàn phối hợp tổ chức với chủ đề Thương về miền Trung đã khai mạc vào lúc 10 giờ sáng hôm Chủ nhật, ngày 4 tháng 2 tại Hall 5 International Center, 6900 Airport Road, Mississauga. Lễ hội truyền thống năm nay có sự hiện diện của Tổng trưởng Di trú, Tị nạn và Công dân vụ, ông Ahmed Hussein, đại diện Thủ tướng Justin Trudeau, Thủ hiến tỉnh bang Ontario bà Caitlin Wynne, lãnh tụ đảng Tân Dân Chủ NDP ông Jamet Singh, quyền lãnh tụ đảng Bảo thủ Ontario Victor Federle, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, các bộ trưởng tỉnh bang Ontario, di trú và công dân vụ bà Laura Albanese, Ngoại thương ông Michael Chen, Phát triển kinh tế ông Stephen Del Duca, cùng đại diện dân cử liên bang, tỉnh bang, nghị viên thành phố. Hello, Mrs. Nguyen. Hello, Lan. How are you? Happy New Year. Thank you. And I know that this is the first time you attend the Tết Festival with the Vietnamese community. And what do you have to say? Well, I just want to say Happy Tết to everyone. Happy New Year. It is it's wonderful to see the community out in such great numbers to celebrate the New Year and the Year of the Dog. I had the opportunity to travel to Vietnam last year, and it is such a beautiful place. And Vietnamese Canadians have brought that beauty with them. So it's a real pleasure to be here and celebrate the start of spring. Thank you very much. Happy New Year. Thank you very much. Happy New Year to you. Sau nghi thức khai mạc, Chủ tịch Liên hội Người Việt Canada kiêm Chủ tịch Hội Người Việt Toronto, bác sĩ Lê Thuần Kiên, trong phần phát biểu mở đầu hội chợ Tết Mậu Tuất nói: "Thật là cảm động khi có biết bao nhiêu hội đoàn, đồng hương, tôn giáo đến đây để mừng xuân. Ngày hôm qua hội trường này với 100.000 square feet không có gì hết, nhưng hôm nay có biết bao nhiêu hội đoàn, bao nhiêu gian hàng có mặt tại đây làm ấm lòng chúng ta." Bác sĩ Lê Thuần Kiên cũng đã đề cập đến lễ thượng kỳ năm ngoái tại Quốc hội tỉnh bang và trước tiền đình Quốc hội liên bang ở Ottawa và hy vọng rằng năm nay chúng ta sẽ cử hành lễ thượng kỳ ở City Hall. Và kính thưa quý vị, đứng bên cạnh chúng tôi là bác sĩ Lê Thuần Kiên, đồng trưởng ban tổ chức của hội chợ Tết năm 2018. Dạ thưa, chào bác sĩ Kiên. Vâng, xin chào chị Khánh Lan và chào khán thính giả của đài Thời báo, Tuần báo và đài Việt TV. Đó. Dạ thưa bác sĩ, chúng ta vừa xong cái phần khai mạc của hội chợ Tết năm nay do Hội Người Việt tổ chức, thì bác sĩ có thể cho biết cái nhận xét của bác sĩ về hội chợ Tết năm nay như thế nào ạ? Vâng, thưa chị Khánh Lan, bây giờ chúng ta mới bắt đầu thôi thật sự. Thành ra những cái nhận xét ngay bây giờ thì là hội chợ Tết rất là thành công. Thứ nhất là có những chính trị gia quan trọng đến tham dự cái hội chợ Tết chúng ta. Đó là nói lên cái sự sức mạnh của cộng đồng Việt Nam chúng ta tại Toronto và vùng phụ cận. Họ đã đến từ liên bang, đến tỉnh bang như là ông Minister Hussein và bà Premier Nguyen. Sáng nay bà đã đến, dù cho bà đi, bà cũng vẫn gửi Minister Del Duca đến thay thế bà để có vài lời. Và chúng ta lúc nào cũng có Thượng nghị sĩ Hải. Thành ra đối với lại ban tổ chức, đối với hội chợ Tết, cái nhận xét chúng tôi là rất là thành công. Tại vì đó nói lên được cái sức mạnh của cộng đồng chúng ta. Và nếu tối hôm qua chị Khánh Lan cả mặt tại hội trường này, thấy hội trường này nó vắng hơn 100.000 square feet, không có một cái nó là hoàn toàn trống, mà hôm nay chúng ta có một cái hội trường, có văn nghệ, có những hội đoàn, có những cái gian hàng, đông đảo mọi người quý đồng hương đến tham dự. Thành ra là rất là làm ấm lòng cho ban tổ chức. Và có những cái việc gì mà trong cái thời gian mà tổ chức mà bác sĩ muốn chia sẻ với cộng đồng về cái việc tổ chức này? Và thì hội chợ Tết là một hội chợ Tết cộng đồng. Thành ra là chúng tôi lúc nào cũng kêu gọi cộng đồng tham dự vào trong cái hội chợ Tết này. Không phải là hội chợ Tết của Hội Người Việt mà hội chợ Tết cộng đồng. Thành ra là chúng tôi rất là hân hạnh được sự tham gia của nhiều hội đoàn. Từ khắp Toronto
cũng giống như là những vùng phụ cận xa xôi như là Waterloo, gần hơn nữa thì có cái Mississauga. Thành ra là chúng tôi cũng rất là ấm lòng. Nhưng mà trong cái sự làm việc đó không có được một sự tài trợ nào của chính phủ. Thành ra mà cái hội trường này nó rất là khá tốn nhiều tiền. Thành ra là mong rằng chúng ta duy trì được cái truyền thống văn hóa chúng ta, nhưng mà cũng mong có sự hưởng ứng của đồng hương để thứ nhất cho chúng tôi có thêm cái tâm sức để mà cố gắng không những năm nay mà trong những năm tới, trong tương lai. Và như vậy là cũng chỉ có mong quý đồng hương có chuyện gì sơ suất xin bỏ qua cho chúng tôi. Chúng tôi là những thuyền nghiệp viên làm việc sau giờ làm việc, và chắc chắn trong một cái hội trường, một cái hội chợ Tết quan trọng như này, thế nào có sự sơ sót. Chúng tôi một lần nữa xin quý đồng hương thứ lỗi cho chuyện đó, và cũng xin quý đồng hương ráng ủng hộ cho những cái chương trình cộng đồng chúng ta như là hội chợ Tết cộng đồng và Việt Summer Festival. Tổng trưởng di trú Ahmed Hossein sau lời chúc mừng năm mới đã nhấn mạnh đến ý nghĩa lá cờ vàng ba sọc đỏ ông quàng trên vai. Lá cờ vàng này biểu tượng của tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Hello Mr. Hossein, what do you have to say when you attend one of the biggest events of the Vietnamese community in the GTA? Well, it's an honor to be here to celebrate Lunar New Year with the Vietnamese community. Chúc mừng năm mới. I would really appreciate, I'm very happy to be here to join the community. It's a great event. It's an opportunity to celebrate the new year with the with Vietnamese Canadians. I love the community. They're part of my constituency of York Southwestern. We always have a good relationship. We discuss many issues of mutual importance. On top of that, the Vietnamese Canadian community has integrated so well into Canada, and I wish them continued success. Dịp này, các dân biểu đại diện chính quyền liên bang, tỉnh bang và đảng đối lập đã chúc Tết cộng đồng người Việt. Well, it's the year of the dog. Happy year of the dog. It's so beautiful. It's so beautiful to see you carrying on these traditions for peace and prosperity and good health. Chùa Pháp Vân cũng như tất cả Phật tử đạo tràng chùa Pháp Vân, chúng tôi nhân dịp này trước thềm năm mới xin kính gửi đến tất cả quý đồng hương, đồng bào trong vùng Toronto lời cầu chúc an lành và hạnh phúc trong năm Mậu Tuất. Vâng, nhân dịp này, nhân dịp năm Mậu Tuất sắp tới, tôi xin gửi lời thăm hết tất cả các quý vị ở đây, các gia đình, đồng bào chúng ta cư ngụ vùng Ontario này, một năm mới an khang và thịnh vượng, sức khỏe. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên, đồng bào chúng ta ở trong nước, họ cũng mong muốn có được những gì mà chúng ta hiện nay có tại ở Canada này. Và tôi hy vọng rằng với sự đóng góp, với sự chung tay với nhau, với cộng đồng của chúng ta tại đây và trên toàn xứ Canada, chúng ta hy vọng rằng với sự cố gắng đó, với sự tranh đấu đó, tôi hy vọng rằng cộng đồng đồng bào của chúng ta trong nước sẽ hưởng một mùa, một năm mới gần đây sắp tới được như chúng ta đã có, là có tự do, dân chủ và nhân quyền, và được hưởng phước lộc thọ như chúng ta đã qua đây. Cảm ơn. Ngoài các chương trình không thể thiếu trong ngày hội xuân hàng năm và phần diễn hành của các hội đoàn, tổ chức chính trị, hội chợ năm nay còn có thêm tiết mục xổ số lô tô, mô hình chùa Thiên Mụ ở Huế trong gian hàng hội phụ nữ, cầu khỉ, chiếc ghe, con trâu và hình ảnh mái tranh làng quê do làng dưỡng lão thực hiện. Tuy có tuyết rơi nhẹ vào buổi sáng, nhưng thời tiết tương đối ấm so với những năm trước đây. Cộng với sự cố gắng vượt bậc của những người tha thiết muốn duy trì ngày lễ hội của cộng đồng để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc và sự ủng hộ nhiệt tình của đồng hương là những yếu tố đã tạo nên mùa xuân, không khí Tết cho người Việt tha hương nơi xứ người. Với chủ trương Tết Nguyên Đán là ngày hội của cộng đồng, ngoài các ca sĩ đến từ Hoa Kỳ, ban tổ chức hội chợ Tết đã kêu gọi
và được sự hưởng ứng của các nhóm cộng đồng góp mặt trong chương trình văn nghệ. Hội chợ Tết lần thứ 33 của tập thể người Việt cư ngụ tại thủ phủ GTA Toronto và các vùng phụ cận đã kết thúc vào lúc 8 giờ 30 tối cùng ngày. Khánh Lan tường trình từ International Center xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kế tiếp.